Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với tựa game Block Root với mọi người. Thì không có mình đang định suy nghĩ là làm cái clip này là chủ yếu là chúng ta sẽ thử BV bằng cái trái bao bao, nhưng mà mình sẽ sử dụng một cái người ta mình sẽ sử dụng một cái melee khác. Mình đang thử thử nghĩ là mình sẽ sử dụng cái melee Karate người cá hay là cái melee của cái tộc gì ta, hay là cái melee người mèo. Nhưng mà trước khi mình vào cái clip này thì mình có một cái nói với mọi người là không biết là bây giờ mọi người thích một ngày là hai clip hay là một ngày một clip. Hay khi mình đang định là up một ngày một clip thôi mọi người, xong rồi khi nào mà game update thì chúng ta sẽ làm lại một ngày hai clip như cũ. Chứ bây giờ mà làm một ngày hai clip mà nó bị cạn ý tưởng game, nó không up như thế này là bắt buộc là nhiều khi mình sẽ chơi một tựa game khác để có một ngày hai clip. Mọi người có muốn mình là chơi cái tựa game nào mới không, chơi cái tựa game giống Bacto hay là tựa game giống Kenly kiểu dạng như là gì Slayer gì đó. Thì hôm trước mình cũng làm vài clip nhưng mà thấy mấy bạn không có thích lắm, thì đó là mình muốn nói thôi. Bây giờ mình sẽ vào game thử bê bê với thanh niên hôm bữa là có đi ra ngoài server thường để đi săn của ti với mình á. Cái trái bao bao này lúc nãy mình có up một hôm qua buổi chiều mình có up một cái clip là mình đi đánh thử du biển với thuyền, nhưng mà thấy nó cảm giác như là đánh farm quái nó không có ngon mọi người. Không biết bê bê nó như thế nào, tại vì cái chiêu cuối nó bay khá là chậm, mình chắc là mình nghĩ phải kết hợp với melee hay cái gì đó đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ random một cái nha. Ui trái hồi sinh rồi, trái này full rồi, mấy bữa nay không ra cái gì xịn sò đó nha. Thì chắc là bê thì chắc là mình sẽ thử tất cả cái melee coi thử coi nó hợp với cái nào nhất. Thì chắc là mình sẽ thử với cái melee đó là cái melee super của mình trước nhé mọi người, xong rồi có thể là mình sẽ thử hết tất cả cái melee mình sẽ luôn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vô nha. Trời ơi, xài cái trái cánh cổng nó ai quýnh cho lại hả? Ui, lag. Ui, cái gì vậy? Lag à? Lag mọi người ạ. Lag hay gì á? Lag hay bạn đó combo mình cũng không biết nữa. Hơi khó chịu nha. Nó chạy kiểu vậy là coi sao không bao giờ mình đánh trúng cái chiêu đó luôn á. Chạy quá mọi người ạ. À, cái cánh cổng khó chịu quá. Cái cánh cổng khó chịu quá mọi người ạ. Cái cánh cổng khó chịu quá nhờ. Bây giờ mình đổi cái melee khác đi, mình thấy cái này nó không có ngon lắm đấy nhờ. Mình thử mình đổi cái character người cá nha mọi người. Cái trái này thì phải đánh với các bạn nào mà đi chậm chậm thôi, bạn nó đi kiểu vậy thì mình thua đấy. Nó chạy như điên vậy. Cái trái này đã nó cái chiêu cuối nó khó trúng lắm mọi người ạ. À, chiêu cuối nó khó trúng lắm. Sao mà đánh trúng cái chiêu cuối đây? Cái hai người, cái người nó chạy kiểu vậy thì rồi sao mà đánh trúng cái chiêu cuối? Ồ, trúng nha, trúng cái character gì cả. Về nhắm à, nhắm à. Nhắm với chúng tôi à. Khó đánh chiều cho đánh trúng chiều cuối lắm mọi người ạ. Khó đánh trúng lắm. Mày nó chạy quá. Sao mà đánh trúng cái chiêu cuối được? Cái súng nó nam to thật sự ạ. À, cũng trúng nha, không phải không trúng đâu. Mà mình thấy cái này BK khó thật sự ạ. Có cái tay lay đó nè mọi người ạ. Sau lưng tôi ạ. You don't understand the pain of burning. You don't ever wanna give me.
Got me coming back for more, even when it's screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Oh, trúng luôn kìa, Alkali. Hơi khó đấy. Ừ, cái cây súng nó mặc nó khó chịu thiệt chứ. Cái cây súng nó hơi gời đó. Cái trái này đánh với cái trái này đánh không biết kết hợp với cái gì được trời. Cái trái này không biết kết hợp với cái gì được luôn á trời. Cái chiêu cú đánh khó đúng cực kỳ luôn mọi người ạ. Ân Giang cái đó người ta gọi là Ân Giang đó mọi người ạ. Cái đó người ta gọi là Ân Giang đó. Dính. Ý, không dính. Cái thứ nhờ. Không dính mọi người ạ. Sao có thể học được? Ủa alo. Hay. Đi chết đi. Chết đi hả cái con người kia. Chết đi. Hey kid, don't ever lay off kid. Inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Of everything you know that you could get. Guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Hồi máu ghê quá à. Hey, hay lắm. Hẹn anh ở đây. Ui tí nữa là trúng nữa rồi. Bơi ca cái trái này khó chịu thật sự rồi. Cái trái quần què đó. Sao lại không trúng? Ảo thật đây. Xàm thì chứ. Thôi, anh đi kia chơi BBB một cái trái cánh cổng mọi người à. Để mình lấy cái khác. Bơi mờ còn BBB bằng trái cánh cổng nữa. Gà. Gà đó mọi người. Gà. Rồi. Chơi không lại lấy trái cánh cổng mà chơi. Trái cánh cổng cầm súng à. Cầm combo xăng multi đi đánh mình luôn mà. Ở vậy. Mình đi chết chiêu. Mình đi kia đi cầm combo xăng multi. Đẹp ghẹo. Gà quá. Người ta chết chiêu.
đi xài combo đó. Kẹo 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 liền mọi người à, đã xéo liền. Ta xài ấy mà thanh niên kia gào á. Đấy chứ cái trái cánh cổng mà mọi người biết chơi khó chịu lắm. Bây giờ mình thử một cái melee khác nha. Gà. Gà đâu. Thôi thì coi như là mình cũng giết được cái thanh niên này 30 bài rồi mọi người ạ. À, nói chung mình phải đổi combo mới chơi được. Ok, chắc là kết thúc cái video này tại đây nha mọi người, khá là dài rồi. Ok, mọi người nhớ video sau nha, bye bye.